Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Kiều Loan và những nàng hậu Việt lấn sân con đường ca hát chuyên nghiệp. Điểm qua những gương mặt đã từng đăng quang các cuộc thi nhan sắc, còn có tài năng ca hát được khán giả yêu thích. Trong showbiz Việt, có rất nhiều ngôi sao nữ được mệnh danh là mỹ nhân khi sở hữu nhan sắc cuốn hút. Nhưng nếu thu nhỏ phạm vi về những nàng hoa hậu, á hậu biết hát, thì quả thật không nhiều. Trong số nhiều người đẹp Việt, chỉ có vài gương mặt vừa đảm nhiệm vị trí cao tại các cuộc thi nhan sắc, vừa hát hay, nhảy giỏi. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Nhắc đến những cái tên vừa xinh đẹp vừa được công nhận là ca sĩ, không thể quên Hương Giang. Đây là cô nàng hoa hậu chuyển giới, hội tụ đủ sắc, đủ tài. Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Tuy nhiên trước đó, cô nàng đã được biết đến với vai trò ca sĩ. Sự nghiệp ca hát của người đẹp này bắt đầu từ năm 2012 khi tham gia chương trình Việt Nam Idol. Thời điểm đó, cô nàng là thí sinh chuyển giới đầu tiên xuất hiện trong chương trình và nhận được nhiều sự quan tâm. Thời điểm trước, Hương Giang đã cho ra mắt nhiều ca khúc như Mùa ta đã yêu, Vì yêu mà cưới. Nhưng đến thời điểm sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang mới thật sự tỏa sáng trong âm nhạc lẫn nhan sắc. Nữ ca sĩ liên tiếp cho ra mắt chuỗi MV về câu chuyện người thứ ba lôi cuốn khán giả như Anh đang ở đâu đấy anh? Em đã thấy anh cùng người ấy. Anh ta bỏ em rồi, tặng anh cho cô ấy. Lúc này, người đẹp chuyển giới được đánh giá khá cao về nhan sắc, giọng hát và cả sự đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc hoành tráng của bản thân. Nữ ca sĩ chia sẻ về thành công khi những bài hát được đón nhận. Suốt 6 năm làm nghề, chưa một lần biết bài hit là gì, bảng xếp hạng là gì. Và từ đó Hương Giang không chỉ được công nhận là người đẹp chuyển giới đẹp nhất nhì Việt Nam, mà còn chính thức được thừa nhận bởi tài năng âm nhạc. Á hậu Kiều Loan. Ngoài Hương Giang thì cũng có rất nhiều gương mặt mỹ nhân khác được đánh giá cao về khả năng âm nhạc. Trong số đó có Á hậu Kiều Loan. Kiều Loan được biết đến với vai trò là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây, cô lại cho khán giả thấy bản thân không chỉ là một bình hoa di động. Cô nàng sinh năm 2000 bắt đầu đăng ký tham gia chương trình King of Rap và dừng chân ở top 10. Tuy nhiên đối với một tay ngang như người đẹp thì thành tích này đã là điều vô cùng ấn tượng. Ngay sau cuộc thi, Kiều Loan được biết đến nhiều hơn với vai trò là một ca sĩ. Cô nàng khoe giọng hát nhiều hơn, vừa tham dự tiếp chương trình The Hero 2021 để thỏa đam mê. Thông qua nhiều chương trình, Á hậu sinh năm 2000 cũng dần khẳng định bản thân ở vai trò mới và nhận được nhiều sự quan tâm. Hoa khôi Nam Em. Nam Em là một gương mặt sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong các cuộc thi nhan sắc cả trong và ngoài nước. Cô gái gốc miền Tây đăng quang Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 và nhanh chóng trở thành cái tên đình đám trong giới giải trí. Ngoài ra, Nam Em còn sở hữu giọng hát ngọt ngào sâu lắng. Người đẹp từng là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vào năm 2016, Nam Em tham gia cuộc thi Tình Bolero và đứng ở vị trí top 5 chung cuộc. Những phần thi của gương mặt sinh năm 1996 được đánh giá khá cao. Để khẳng định bản thân tại thị trường âm nhạc, Nam Em ra mắt nhiều ca khúc như Xa Anh Là Tốt Nhất, Đau Vì Yêu, Nỗi Nhớ Hóa Băng. Tiếp theo đó, tham gia cuộc thi Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng 2018 cùng Mạnh Đồng. Á hậu Hà Thu. Hà Thu là mỹ nhân được nhắc đến khi tham gia rất nhiều cuộc thi về nhan sắc. Cô nàng đăng quang Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2014 và sau đó chinh chiến trên hàng loạt đấu trường quốc tế, nhận được nhiều thành tích tốt như Top 17 Hoa hậu Liên lục địa 2016, Top 16 Hoa hậu Trái đất 2017. Ngoài nhan sắc, Hà Thu còn sở hữu giọng hát ngọt ngào. Cô tham gia chương trình ca hát Tình Bolero 2017 và giành ngôi vị quán quân. Tiếp theo đó, cô nàng tham gia game show Gương Mặt Thân Quen và gây ấn tượng với khán giả bởi sự đa dạng trong cách hát và biểu diễn. Để đánh dấu sự nghiệp ca hát, giọng ca gốc Huế đã cho ra mắt album Nàng Xuân và tiếp theo hứa hẹn sẽ có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc. Có thể thấy, những cô nàng kể trên đều là các gương mặt đình đám của showbiz Việt. Họ không chỉ được công nhận nhan sắc ở các cuộc thi về sắc đẹp, mà còn là những ngôi sao của sân khấu âm nhạc khi sở hữu giọng hát tốt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.